Muli kính chào quý vị khán thính giả đang xem bản tin cuối ngày 7 tháng 11 của The Saigon Post. Thưa quý vị, trong bối cảnh chính trường Hoa Kỳ đang trải qua những biến chuyển mạnh mẽ, sự hợp tác giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump và tỷ phú công nghệ Elon Musk đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với nhà báo Tucker Carlson tại dinh thự mar lago vào ngày 6 tháng 11, vị tỷ phú đã hé lộ những kế hoạch đầy tham vọng nhằm cải tổ toàn diện bộ máy hành chính của chính quyền liên bang Hoa Kỳ vị tỷ phú đã bày tỏ thiện chí khi phát biểu. Đây sẽ là một vinh dự lớn lao nếu tôi được góp phần cải thiện hiệu năng của chính quyền liên bang. Hiện tại, bộ máy quan liêu cộng kền với nhiều cơ quan có chức năng trồng chéo đang gây lãng phí ngân quỹ một cách đáng kể qua các khoản chi tiêu ẩn. Đặc biệt, trong tháng 10 vừa qua, vị chủ nhân của Tesla và SpaceX đã cam kết sẽ hỗ trợ đảng Cộng hòa trong nỗ lực tiết giảm chi tiêu công tối thiểu 2.000 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Ông nhấn mạnh, thuế má của người dân đang bị hoang phí Chúng tôi cần một cơ quan chuyên trách về quản lý hiệu năng để giải quyết tận gốc vấn đề này. Mặc dù trước đây được biết đến là người có lập trường chính trị trung dung, kể từ tháng 7 năm nay, tỷ phú Merck đã công khai ủng hộ cựu tổng thống Trump. Theo các nguồn tin từ báo chí Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã bày tỏ ý định thành lập một ủy ban độc lập về hiệu năng chính phủ và dự kiến sẽ đề cử ông Merck làm chủ tịch. Các nhà quan sát chính trường cho biết, vì tỷ phú công nghệ đã đóng góp một khoản tiền đáng kể lên đến 118 triệu Mỹ Kim cho chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump, đồng thời được xem là nhân vật then chốt trong việc hỗ trợ ứng viên đảng Cộng Hòa quay trở lại Tòa Bạch Ốc. Trong diễn văn chúc mừng chiến thắng, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã không tiếc lời ca ngợi người đồng minh mới. Chúng ta vừa có thêm một ngôi sao mới mang tên Elon. Ông ấy là một nhân vật phi thường, một siêu thiên tài. Những người như ông ấy rất hiếm có và chúng ta cần phải trân quý họ. thưa quý vị trong diễn biến mới nhất liên quan đến các vụ án của cựu tổng thống donald trump một tin tức đáng chú ý vừa được giới truyền thông hoa kỳ đồng loạt đưa tin theo đó công tố viên đặc biệt jack smith đang cân nhắc việc điều chỉnh hai vụ truy tố quan trọng ở cấp liên bang phù hợp với chính sách truyền thống của bộ tư pháp về việc khung truy tố tổng thống đương nhiệm theo nguồn tin từ hãng thông tấn AP cùng nhiều cơ quan báo chí uy tín như ABC, New York Times và Fox News đưa tin ngày 6 tháng 11, các cuộc thảo luận tích cực đang diễn ra giữa lãnh đạo Bộ Tư pháp và ông Jack Smith về phương án tối ưu để kết thúc hai vụ án này. Văn phòng của ông Smith hiện từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên, Nhìn lại diễn tiến, ông Smith được Bộ Tư pháp Merrick Garland chỉ định hồi tháng 11 năm 2022 để điều tra hai vụ án liên bang. Vụ án thứ nhất liên quan đến cáo buộc can thiệp kết quả bầu cử năm 2020, trong khi vụ thứ hai về việc lưu giữ tài liệu mật tại tư gia. Tổng thống đắc cử Donald Trump nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng đây là những chiến dịch săn phù thủy nhằm vào ông. Trong vụ án can thiệp bầu cử, ông Smith đã đưa ra cáo trạng gồm 4 tội danh vào tháng 8 năm 2023, sau phán quyết của tòa án tối cao về quyền miễn trừ vào tháng 7 năm 2024, công tố viên Smith đã phải điều chỉnh nội dung cáo trạng thu hẹp phạm vi các cáo buộc để phù hợp với quyết định này. Đối với vụ án tài liệu mật được Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI thu giữ tại dinh thự Mar-a-Lago vào tháng 8 năm 2022, ông Trump đã bị truy tố với 40 tội danh vào tháng 6 năm 2023. Thẩm phán liên bang Island Cannon tại tiểu bang Florida đã phán quyết việc bổ nhiệm ông Smith là không phù hợp với luật định và do đó không có thẩm quyền khởi tố. Sau phán quyết này, ông Smith đã đệ đơn lên tòa án phúc thẩm liên bang để xin được tiếp tục truy tố. Theo nguồn tin, việc đã đệ đơn kháng nghị càng làm phức tạp thêm quy trình và thời điểm đóng hồ sơ vụ án của ông Smith. Văn phòng của ông có thời hạn kháng cáo đến giữa tháng 11, điều này có thể buộc ông phải sớm công bố phương án dự định kết thúc cuộc điều tra. Trong một diễn biến đáng chú ý, ông Trump đã tuyên bố trong cuộc phỏng vấn gần đây rằng sẽ sa thải ông Smith trong vòng 2 giây sau khi nhậm chức. Kết quả kiểm tra cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 đã xác nhận chiến thắng của ông Donald Trump trước bà Kamala Harris, mở đường cho ông trở thành vị tổng thống thứ 47 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ngoài các vụ án liên bang, ông Trump còn đối mặt với những rắc rối pháp lý tại cấp tiểu bang, Tại New York, ông đã kết tội trong vụ án gian lận hồ sơ kinh doanh liên quan đến việc chi trả tiền bịt miệng. Phiên tòa tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 11 sau hai lần hoãn xét xử. Tại tiểu bang Georgia, ông Trump cùng các cộng sự cũng đang đối diện với cáo buộc can thiệp kết quả bầu cử năm 2020, một cáo buộc mà ông kiên quyết phủ nhận. Đe dọa áp thế của Trump lần này là mối nguy hiểm lớn hơn cho kinh tế Trung Quốc. Việc Donald Trump vừa tái đắc cử tổng thống Mỹ đe dọa áp mức thuế 60% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đang tạo ra những rủi ro nghiêm trọng cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Mức thuế này cao hơn nhiều so với mức 7,5% đến 25% mà Trump đã áp dụng trong nhiệm kỳ đầu và nền kinh tế Trung Quốc hiện đang ở trong tình trạng dễ tổn thương hơn rất nhiều so với trước đây. Khủng hoảng thị trường bất động sản Năm 2018, thị trường bất động sản Trung Quốc còn mạnh mẽ, đóng góp khoảng 25% vào hoạt động kinh tế. Điều này tạo ra nguồn thu lớn cho chính quyền địa phương nhờ việc bán đất cho các dự án nhà ở. Nhờ đó, Trung Quốc đã có thể chịu đựng được các tác động từ thế quan của Mỹ. Tuy nhiên, kể từ năm 2021, thị trường bất động sản đã rơi vào suy thoái nghiêm trọng, doanh thu của các chính quyền địa phương cũng giảm mạnh. Nguồn cung nhà ở dư thừa khiến cho bất động sản khó có thể quay trở lại vai trò là động lực chính của tăng trưởng kinh tế gánh nặng nợ công. Khủng hoảng bất động sản đã khiến các chính quyền địa phương gánh thêm nợ lớn, trong khi khả năng của chính phủ Trung Quốc để hỗ trợ họ là có giới hạn. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ước tính tổng nợ của khu vực công ở Trung Quốc đã đạt 147.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 20,7.000 tỷ Mỹ Kim vào cuối năm 2023. Nếu tính cả nợ của các hộ gia đình và doanh nghiệp, con số này vượt quá 350.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3 lần quy mô nền kinh tế Trung Quốc theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS cầu nội địa yếu. Thu nhập thấp, trợ cấp hưu trí ít ỏi, tỷ lệ thất nghiệp cao trong giới trẻ và mạng lưới an sinh xã hội mỏng khiến chi tiêu tiêu dùng của hộ gia đình ở Trung Quốc chỉ chiếm chưa đến 40% GDP, thấp hơn khoảng 20 điểm phần trăm so với mức trung bình toàn cầu. Để tăng cường chi tiêu nội địa, Trung Quốc sẽ cần phải cải cách phân phối thu nhập quốc dân, nhằm chuyển lợi ích từ khu vực nhà nước và doanh nghiệp sang cho các hộ gia đình. Điều này có thể thực hiện được thông qua cải cách hệ thống thuế, tăng trợ cấp hưu trí, y tế và thất nghiệp, đồng thời xóa bỏ hệ thống hộ khẩu vốn gây ra nhiều bất bình đẳng giữa thành thị và nông thôn. Tuy nhiên, đến nay, chính quyền vẫn tập trung vào việc nâng cấp các ngành sản xuất dựa vào xuất khẩu, đặc biệt là xe điện, năng lượng mặt trời và pin. Tuy đạt được nhiều thành công, nhưng điều này cũng khiến các sản phẩm của Trung Quốc phải đối mặt với thuế quan từ Mỹ, châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác. Không gian hạn chế cho việc phá giá đồng nhân dân tệ. Khi Mỹ áp thế quan lần đầu vào năm 2018, đồng nhân dân tệ đã giảm khoảng 10% so với Mỹ Kim, giúp Trung Quốc bù đắp phần nào tác động của thế quan. Nhưng để bù đắp hoàn toàn mức thuế 60% lần này, đồng nhân dân tệ sẽ phải giảm tới 18% so với Mỹ Kim xuống mức 8,5 nhân dân tệ đổi một Mỹ Kim, mức chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á những năm 1990. Chính quyền Trung Quốc cũng đang lo ngại về khả năng vốn chảy ra nước ngoài và đã cố gắng ngăn chặn đồng nhân dân tệ vượt ngưỡng 7,3 trong năm nay. Do đó, việc phá giá sâu có vẻ không khả thi. Yếu tố khác trong đại dịch COVID-19, chính phủ Mỹ đã bơm hàng ngàn tỷ Mỹ Kim vào nền kinh tế, trong đó có nhiều khoản hỗ trợ tiền mặt cho người dân. Một phần đã được chi tiêu cho hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc. Sau khi Nga xâm lược Ukraine, Moscow cũng bị loại khỏi nhiều thị trường phương Tây và phải tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Đây là những cơ hội bất ngờ cho Bắc Kinh nhưng khó có khả năng lặp lại trong tương lai. Việc áp thế quan cao hơn cùng với bối cảnh kinh tế trong nước khó khăn khiến Trung Quốc đứng trước thách thức lớn hơn rất nhiều so với lần áp thế đầu tiên của Trump. Chính quyền Bắc Kinh có thể sẽ phải đối mặt với áp lực cải cách để củng cố nền kinh tế trong tình thế đầy rủi ro này. Thưa quý vị, trong làn sóng chú ý của dư luận quốc tế về vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào căn cứ hải quân Nga tại Kabysk, một chi tiết đáng chú ý khác cũng được nhắc đến, đó là sự hiện diện của chiếc phi thuyền mặt đệm Ekranoplan lớp lên tại đây cho đến năm 2020. Đây không chỉ là câu chuyện về một di sản công nghệ quân sự độc đáo của Liên Xô, mà còn phản ánh sự suy giảm năng lực quốc phòng của Nga trong việc duy trì và phát triển những dự án công nghệ phức tạp từ thời Soviet. Ekranoplan là một phương tiện quân sự lai giữa phi cơ và tàu chiến, hoạt động dựa trên hiệu ứng đệm không khí, một hiện tượng khí động học tạo ra lực nâng khi bay ở độ cao rất thấp, chỉ vài mét trên mặt nước. Dù hiệu ứng này đã được phát hiện từ thập niên 1920, số lượng dự án phi cơ ứng dụng nguyên lý này trong lịch sử hàng không vô cùng hiếm hoi. Chiếc Ekranoplan lớp lên mang mã hiệu dự án 903 là phương tiện độc nhất được chế tạo theo thiết kế này trong thời kỳ Liên Xô, nó được thiết kế như một phương tiện mang hỏa tiễn, được trang bị 6 hỏa tiễn chống hạm siêu âm 3M80 Moskit với tầm bắn lên đến 250 km. Để tự vệ, nó được trang bị hai tháp pháo 23 ly UKU 9K 5022 4 nòng. Về thông số kỹ thuật, lên có chiều dài 73 m, sải cánh 44 m, trọng lượng cất cánh tối đa 380 tấn và thủy thủ đoàn 10 người. Phương tiện này có khả năng hoạt động trong điều kiện biển động cấp 5-6, được trang bị 8 động cơ phản lực Kuznetsov NK87, tốc độ tối đa đạt 500 km h với tầm hoạt động thực tế 2.000 km. Theo kế hoạch ban đầu của Liên Xô, ít nhất 8 chiếc Ekranoplen lớp lên sẽ được đưa vào biên chế hạm đội Caspi Tuy nhiên, trước khi Liên Xô tan rã, chỉ một chiếc duy nhất được hoàn thành vào năm 1986 và đưa vào thử nghiệm năm 1990. Đến năm 2001, nó chính thức bị loại biên. Bộ Quốc phòng Nga sau này không còn quan tâm đến loại phương tiện độc đáo này, một phần do thiếu nguồn lực để duy trì những dự án tốn kém như vậy. Số phận của chiếc lên đã được định đoạt, nó bị loại biên và bỏ hoang trong một thời gian dài. Đến năm 2020, di sản quân sự thời Liên Xô này được di dời đến bảo tàng Patriot gần thành phố Durban, một dự án vẫn chưa hoàn thành cho đến nay. Thực chất, người Nga chỉ đơn thuần thay đổi địa điểm an nghỉ cuối cùng cho chiếc phi thuyền mặt đệm độc nhất này mà thôi. Trong bối cảnh tình hình an ninh châu Âu ngày càng căng thẳng, chính phủ Thụy Điển vừa đưa ra một quyết định đáng chú ý khi từ chối cấp phép xây dựng 13 trang trại điện gió trên biển Baltic quyết định này phản ánh rõ nét sự ưu tiên của stockholm trong việc bảo đảm an ninh quốc phòng trước các mối đe dọa tiềm tàng đặc biệt là từ phía nga bất chấp nhu cầu phát triển năng lượng xanh bộ quốc phòng thụy điển pan johnson đã đăng tải trên mạng xã hội x dựa trên đánh giá của lực lượng vũ trang việc xây dựng các trang trại điện gió ngoài khơi ở biển baltic sẽ gây ra những hệ lụy không thể chấp nhận đối với an ninh thụy điển trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra gần kề, thụy điển đang đối mặt với tình hình an ninh nghiêm trọng, lợi ích quốc phòng phải được đặt lên hàng đầu khi đưa ra những quyết định như thế này. Lý do chính đằng sau quyết định này là vì các tua bin gió có thể gây nhiễu đối với hệ thống radar phòng không và cảnh báo tấn công hỏa tiễn. đặc biệt chúng có thể hoàn toàn cản trở khả năng phát hiện các mối đe dọa bay thấp như hỏa tiễn hành trình và máy bay không người lái, đồng thời ảnh hưởng đến việc theo dõi các vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo, những loại vũ khí mà nga đang sở hữu. Điều đáng chú ý là lệnh cấm xây dựng trang trại điện gió chỉ áp dụng ở vùng biển phía đông và nam của Thụy Điển, khu vực giáp với biển Baltic. Trong khi đó, không có bất kỳ hạn chế nào được áp dụng ở vùng biển phía tây đất nước. Điều này được thể hiện rõ trên bản đồ quy hoạch phát triển điện gió ngoài khơi do chính phủ Thụy Điển công bố. Theo kế hoạch ban đầu, 13 trang trại điện gió trên biển Baltic này sẽ bao gồm khoảng 1.500 tua bin với quyết định mới nhất. Rõ ràng, Stockholm đã đưa ra lựa chọn dứt khoát giữa phát triển năng lượng xanh và bảo đảm an ninh quốc phòng. Đáng chú ý, trước đó, giới quan sát quốc tế cũng đã đề cập đến khả năng Thụy Điển không chỉ tăng cường cho không quân Ukraine với máy bay cảnh báo sớm Saab 340 AEWNC, mà còn có thể hỗ trợ chiến đấu cơ Gripen trong tương lai. Theo tin từ Trung tâm Kháng chiến quốc gia Ukraine, Moscow đang tiến hành một chiến dịch đồng hóa văn hóa mới tại các vùng lãnh thổ Ukraine tạm thời bị chiếm đóng. Tổng thống Putin đã ra chỉ thị ưu tiên thiết lập các phòng vinh danh ngôn ngữ Nga tại các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson, những nơi đã bị quân xâm lược Nga tàn phá nặng nề. Động thái này được cho là phản ứng trước thất bại của Điện Kremlin trong việc thu phục lòng trung thành của người dân địa phương. Thay vì thừa nhận thất bại, Moscow càng quyết tâm đẩy mạnh chính sách đồng hóa toàn diện nhằm biến người Ukraine thành một phần của cái gọi là thế giới Nga theo kế hoạch các trung tâm ngôn ngữ nga sẽ được thiết lập tại thư viện của mọi trường học trong vùng bị chiếm đóng các cơ sở giáo dục này đã trở thành những trung tâm tuyên truyền của điện kremlin để phục vụ mục đích này moscow đang gấp rút đào tạo đội ngũ giáo viên của riêng họ trung tâm kháng chiến quốc gia ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế có những hành động cụ thể để ngăn chặn chính sách đồng hóa này của quân xâm lược nga và những kẻ cộng tác việc công khai các tội ác của họ và yêu cầu truy tố quốc tế là vô cùng cần thiết ngoài ra người dân thế giới có thể tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ ukraine hoặc quyên góp cho quân đội ukraine đây không phải là lần đầu tiên Moscow áp đặt chính sách đồng hóa văn hóa tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Chiến lược này từng được áp dụng tại nhiều nơi khác nhằm xóa bỏ bản sắc văn hóa và ngôn ngữ bản địa, thay thế bằng văn hóa Nga. Điều này cho thấy tham vọng bành trướng của Moscow không chỉ dừng lại ở việc chiếm đóng lãnh thổ, mà còn nhắm đến việc xóa sổ hoàn toàn bản sắc dân tộc Ukraine. Cuối cùng, mời quý vị cùng thư giãn với một thông tin khoa học vũ trụ thú vị. Theo đó, một phát hiện đáng chú ý vừa được ghi nhận khi vệ tinh MP42 của công ty Nano Avionics của Litva chụp được hình ảnh một lỗ thủng trên tấm pin mặt trời của chính nó. Hình ảnh selfie từ vệ tinh này cho thấy một lỗ thủng rộng 6mm, cho thấy thực trạng về rác vũ trụ đang ngày một đáng quan tâm. Vệ tinh MP42 được phóng lên quỹ đạo từ tháng 4 năm 2022 đã ghi lại hình ảnh này vào cuối tháng 10 vừa qua. Công ty Nano Avionics cho biết, họ chưa thể xác định chính xác nguyên nhân gây ra lỗ thủng, có thể do va chạm với rác vũ trụ hoặc vi thiên thạch. Thời điểm xảy ra va chạm cũng chưa được xác định do camera trên vệ tinh không chụp ảnh tấm pin mặt trời trong suốt 18 tháng qua. May mắn là lỗ thủng này không gây ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phát điện của tấm pin. Theo thống kê từ cơ quan không gian châu Âu ESA, hiện có khoảng 130 triệu mảnh rác vũ trụ có kích thước từ 1 mm đến 1 cm đang quay quanh địa cầu. Đáng chú ý hơn, có tới 1 triệu 100 ngàn mảnh rác kích thước từ 1 đến 10 cm và 40.500 mảnh lớn hơn 10 cm đang tồn tại trong không gian xung quanh trái đất. Trong số này, các nhà khoa học chỉ có thể theo dõi được 36.800 mảnh. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm đối với các công trình không gian lớn như trạm không gian quốc tế ISS. MP42 tuy chỉ nặng 130 kg, nhưng những cấu trúc lớn hơn như ISS có nguy cơ va chạm cao hơn nhiều. Một tiền lệ đáng lo ngại xảy ra vào năm 2016 khi một mảnh vỡ tạo ra lỗ thủng 40 cm trên tấm pin mặt trời của vệ tinh Sentinel 1A thuộc ESA Nano Avionics với gần 50 vệ tinh được phóng trong thập niên qua đã phải nhiều lần điều chỉnh quỹ đạo để tránh va chạm. Mới đây nhất trong năm 2024, họ đã phải kích hoạt hệ thống đẩy điện ba lần liên tiếp để giảm thiểu nguy cơ va chạm với các vật thể khác trên quỹ đạo. Dù nguyên nhân là do vi thiên thạch hay rác vũ trụ, sự cố này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các hoạt động không gian có trách nhiệm, đồng thời đặt ra yêu cầu về khả năng chống chịu của vệ tinh trước những pha chạm tương tự, đại diện Nano Avionics phát biểu. Các chuyên gia trong ngành hàng không vũ trụ đang hết sức quan ngại về sự gia tăng rác vũ trụ trên quỹ đạo trái đất. Họ cảnh báo rằng chỉ một vụ va chạm giữa các vật thể lớn đã ngừng hoạt động có thể tạo ra hàng ngàn mảnh vỡ không kiểm soát những mảnh vỡ này có thể tồn tại trên quỹ đạo trong nhiều thập niên và trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn của các hoạt động không gian trong tương lai. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Strong Post để cập nhật tin tức. Quý vị đừng quên bấm nút like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh quý vị nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.